Xin chào các bạn nha, mình xin giới thiệu các bạn hai mẫu binh khí dùng để tập luyện võ thuật ha, hay còn gọi là binh khí võ thuật ha, vũ khí thể thao ha, để chúng ta tập võ ha các bạn ha. Một cái là tông khúc bằng nhựa tạc nha các bạn nha. Một cái là đổn côn ha, hay gọi là gạt mít bằng gỗ bạch lạc ha, bọc inox 34. Bây giờ mình sẽ review chi tiết từng sản phẩm cho bạn xem nha. Đây là cái phần đầu của cây tông khúc nữa bạn. Đầu xoay bằng inox 34 nha các bạn nha, không bị sét nha. Đây là phần đuôi nè, có bát cạnh hết, tất cả đều có bát cạnh hết nha. Tổng trọng lượng là khoảng 900 gram các bạn ha, không quá 1 kg ha. Nặng quá 1 kg thì chúng ta quá nặng không đâu, thể đánh được. Thì mẫu này là bằng nhựa nên là rơi rất thoải mái các bạn nha. Không thể lo nứt tét như gỗ ha, và cũng không lo bị thấm nước gì hết ha, rơi rớt vô tư các bạn nha. Đó, đầu xoay thì bằng inox 34 không bị sét, tích cũng bằng inox luôn nha các bạn nha. Con hàng 900 gram. Rồi bây giờ mình sẽ tới cây đổn côn gỗ bạch lạc, côn gỗ bạch lạc các bạn ha, được bọc inox 34 ha, không bị sét ha, ốc cũng bằng inox luôn nha các bạn nha. Ốc cũng bằng inox luôn. Đường kính là 2.5. Gỗ bạch lạc thì có cây có bông, có cây không nha. Cây này có bông rất là đẹp, tùy theo cây nha các bạn nha. Tùy theo đợt gỗ, có đợt không có bông gì hết. Dùng để tập luyện rất là ok. Các bạn không lo rỉ sét gì hết nha, không phải lo cái vấn đề rỉ sét. À, bọc inox 34 mà, cái này là inox 34 không bao giờ bị sét. Đường kính là 2.5. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ kênh lớp kênh shop của mình nha.